Xin chào tất cả các bạn Hôm nay kênh Điền Người Sử Nghề Xin được chia sẻ với chúng ta Một vài hình ảnh Về những mẫu quạt chân Kết hợp với bóng đen lẹt Rất là đẹp Được nhiều người ưa chuồng Và hay lắp đặt Trong giai đoạn hiện nay Và đây là mẫu quạt chân Kết hợp với bóng đen lẹt Mẫu đầu tiên Mình thấy ở mẫu này Cũng rất là đẹp Ngoài những chức năng làm mát Thì mẫu quạt này còn có thêm chức năng chiếu sáng và trang trí cho không gian của căn phòng trở nên đẹp, gọn gàng và rất tiện lợi. Với mẫu quạt này thì có 3 cấp tốc độ, một số quay chậm, một số quay trung bình và một số thì quạt quay ở tốc độ nhánh. Còn về bóng đen lẹt thì chúng ta đều có thể bật tắt được bóng đen trong lúc quạt đang chạy hoặc là trong lúc quạt không chạy. Ngoài ra chiếc quạt này còn có thêm chức năng là chúng ta có thể hẹn giờ tắt khi quạt đang chạy sau thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng và 8 tiếng đồng hồ. Và ngay bây giờ, mình sẽ giới thiệu với các bạn về các nụm nút chức năng của chiếc quạt này được tích hợp ngay trên điều khiển từ xa. Ở nút phía trên giữa này thì dùng để bật và tắt bóng đen. Khi quạt không quay và kể cả lúc quạt đang chạy. Còn nút này là điều khiển quạt quay ở tốc độ chậm. Nút này thì quạt quay ở tốc độ trung bình. Và nút này thì quạt quay ở tốc độ nhanh nhất. Và nút si tốp này thì dùng để tắt chiếc quạt. Còn bốn nút vòng tròn phía dưới này thì dùng để hẹn giờ tắt chiếc quạt. Chúng ta bấm vào số 1 hạt, 2 hạt, 4 hạt, 8 hạt thì sau khoảng thời gian 1 tiếng 2 tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng đồng hồ thì chiếc quạt sẽ tự động dừng lại. Còn đây là một quạt trần thứ hai. Ở chiếc quạt trần này thì có hình thức và chức năng có phân khác hơn. Chiếc quạt trần này thì có 5 cấp tốc độ và có thêm chức năng đảo chiều quay, giúp cho người sử dụng lựa chọn chiều quay trong những trường hợp cụ thể sao cho phù hợp nhất. Chẳng hạn như những hôm trời ẩm, nôm trời hay là những khi chúng ta ăn lẩu ở phía dưới chiếc quạt này thì chúng ta có thể đào chiếc quay của chiếc quạt sao cho hơi ẩm, hơi nóng bay lên theo chiêu hụt của chiếc quạt Ở nút trên cung phía bên phải này là nút bật tắt bóng đèn lẹt và nút bên trái này dùng để bật tắt quạt còn ba nút phía dưới này là dùng để hẹn giờ tắt chiếc quạt. Sau thời gian 1 tiếng, 4 tiếng và 8 tiếng đồng hồ thì chiếc quạt sẽ tự động tắt. Và đây các bạn để ý thấy nút này là dùng để bật tắt bóng đen. Còn nút này là dùng để bật và tắt chiếc quạt. Như vậy là chiếc quạt đã chạy. Còn 5 nút 1, 2, 3, 4, 5 Tương ứng với 5 cấp tốc độ của chiếc quạt Số 1 là tốc độ thấp nhất Tăng dần lên theo số 2, số 3, số 4 Và số 5 là cấp tốc độ nhanh nhất của chiếc quạt Và điểm đặc biệt ở chiếc quạt này là có thêm chức năng đảo chiều quay chúng ta bấm vào nút phía trên giữa thì chiếc quạt sẽ tự động đảo chiều quay khi quạt đang quay theo chiều phải chúng ta bấm vào nút trên giữa thì quạt sẽ chuyển sang quay theo chiều trái và khi quạt đang quay theo chiều trái thì chúng ta bấm vào nút trên giữa quạt sẽ quay thẳng theo chiều phải chúng ta có thể lựa chọn chiều quay phù hợp theo điều kiện thời tiết hoặc là mình sử dụng phía bên dưới sao cho hợp lý nhất ngày nay thì nhiều hồ gia đình có điều kiện nên mua sắm những đôi dung ngoài giá trị sử dụng giá thì họ cũng rất coi trọng giá trị trang trí và làm đẹp những màu quạt này rất là đẹp cho nên giá bán cũng tương đối là cao ở ừ, mẫu quạt thứ nhất thì có giá gần đến 5 triệu đồng còn mẫu quạt thứ hai thì có giá gần đến 6 triệu đồng một con số tương đối khá khá phải không các bạn mình hy vọng rằng những hình ảnh mình chia sẻ giúp cho các bạn có thêm một số thông tin để tham khảo nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo